nhìn lại sau lưng anh bao nỗi đau là điều vấn đề anh đã cố vượt qua từng dậy sự tan đi bao nhiêu vết thương mà sao đôi chân anh không nên buồn làm gì cho nhau khi tay đã rời tay ai trời thương nữa anh vẫn không rời ai sẽ ôm em trên đời khi mưa và nụ hôn ấy ai sẽ trao tặng em nhặt lại bao nhiêu quá khứ lại trong anh giây phút cứ ngỡ như ngày vừa qua nhìn vào trong căn phòng vắng cô đơn riêng mình anh thôi có phải một cảm giác như đang giày vò đường tới anh chẳng cần giữ thân khi anh đã rời nhặt lại bao nhiêu quá khứ anh sẽ vào trong nỗi đau nhìn lại bao nhiêu khoảnh khắc ta đã trao về nhau nhắm thật chặt đôi mắt anh mơ về anh sớm mai là một ngày mới ta sẽ có phải một cảm giác như đang giày vò lương tâm anh thật cần giúp khi anh đã rơi một tình yêu mình chơi game nữa livestream nữa ơi nhảy đâu vậy ta ấy super brand tìm lại trong anh quá khứ anh ngỡ như ngày hôm qua còn lại trong căn phòng vắng nói nhớ chi mình em thôi có phải một cảm giác nó đủ cái hàng xuống giống mình đó trời ở bài dùng khác và nữa cha đủ ok file đỡ mình đỡ buồn á à, có súng luôn cắt chết mẹ mày vậy ca hả hello má đấy ca làm gì trời má cái màn này chứ ca đây xuống xuống lục mẹ nó mẹ nó đụng mà hên quá thằng lồn cũng đéo có súng ha à, từ từ không alo cái gì chứ đụng súng nha ở đây u b ngon rồi thế được không ไม่มีใครเหลืออะไรอยู่
Mày nó cũng ngon quá giết mình nè. Ấy đồ, quên rồi, quên rồi. Ôi trời khỏe. Má lấy ba lô cũng hành nữa. Khổ ghê luôn á. Gì đây? Có cái 2k bỏ ra. Khổ xịn nè. Trời ơi, có bình máu gì không trời. Mũ cũng như ra. Mà mày sống nó sướng hơn. Lấy đứa kè. Đó là ta thấy ca ta mừng hết lớn, mình thấy ca mình sợ mà. Bò với gì thì nói thôi. Cầu quá, không có đạn nữa. À. Ôi trời ơi, trời ơi, bao la. Em tới nè mấy anh ơi. Come on. Bỏ nhau ơi. Yeah.
không cần để mình chơi. Đầu dở ơi. Mình ấn ấn bay trước. Rồi. Bà cha ấn cùng lúc người ta ủ. Mà nghĩ gì? À, tào lao chứ. Sống này không có còn nhiều đáng sợ sao? Có phim ma rồi kìa. Lúc tắm tâm không hiểu mấy người á. Nói mình chơi cái màn mình nó sợ rồi bả ma. Chưa nồng hả? Không mi lại chỉ chào hả? Được cần nhé. Không phải lắp lòng bằng không? Không phải lắp lòng bằng không? Nhiều. Ờ, thích đi. Ờ, đi. Cái này nè. Về đồ nghe không phải hả? Ờ, đi đâu. Mê không biết mà, nói chạy. À, bài cũng dùng dòng ra, cũng dòng ra. Và bắt mắn lại thì. Nếu không tham gia đặt rồi, nó thích đi. Về phê sản phẩm. Ừ, chứ ai rơi cái đai.
ญาติคนอื่นขึ้นปีหน้าแกก็วางหัวมือผมว่านะแกควรพาเมย์จะเปิดคงเปิดตาเที่ยวบ้านนะครับพี่เด็กจะลองที่ดูนะnhư phòng vô rồi ta ủa sẽ đi một vòng trời ô phát ha cái cây nhìn trong người không cái súng mình đầy lấy cái thằng bắn ra
Đồ giả quá trời ơi. Shit. Tâm em dù những điều nhỏ nhoi, và rồi hôm nay em hạnh phúc bên người. Khoảng cách cuộc sống đã chia cách đôi ta, vô tình anh đã đánh mất em rồi. Khi không còn em, sai lầm thuộc về anh. Và phải chăng em đã hạnh phúc bên vòng tay người ấy? Đôi môi em cười thật tươi bên vòng tay một người. Sự thật hay là mơ, hay anh đã mất em rồi? Vì sao không yêu nhau nhiều hơn? Phải chỉ anh và em, hay ta có cùng một suy nghĩ, có cùng một cảm giác, luôn nghĩ về nhau, quan tâm nhau nhiều hơn. Trong cuộc sống này thì giờ đây ta không mất nhau, phải không em? Kỳ dở rồi chứ. Nhảy được là nhảy, kéo nhiều. Cái đồ nhảy ra nha luôn hả? Có lẽ anh phải giấu nỗi đau ở trong trái tim anh. Và có lẽ anh phải quên em đi thôi người yêu ơi. Nơi đây chỉ còn lại anh và anh không tin vào chính mắt anh. Bởi vì em đã có ai rồi. Nước mắt của anh lại rơi và anh lặng nhìn từ phía xa thôi. Và anh thấy em đang mỉm cười ở trong hạnh phúc. Và rồi từ đây anh biết anh đã hello. Thầu lao trời ố. Rơi mẹ xuống đây rồi. Xuống xuống xuống. Rồi ố. Thằng kia thấy mình rồi đó. Gì vậy?
rớt mạng rồi. Á cái mạng thui vậy. Quên có mũ xong lụm trời. Thì điên. Tạm lại có súng chơi. Á cho mình ba lô làm shipper á trời. Bây giờ đóng rồi. Nó đủ má nó bắn đầu trời. Bắn đầu tới biết luôn hả? Đồ nhỏ quá. Cửa sổ khó quá ta. Thả ra đâu đó. Đéo nhiều. Robot bụi tông còn lắc cờ lắc thôi. Thấy đầu lụm đéo lụm lụm mũ lụm áo phát
Này, chi chi vô bắn nhau rồi. À, trời, súng trước mặt đấy không? Nó á bắn nhỏ mỏng mới ghê chứ. Mấy cái này vô rồi sao? Ôi, tào lao quá. Trời ơi, tào lao, ủ. Á, bệnh thiệt chứ. No way. Dụ là nhảy vô bo xứ ta. Tâm đi trình này đéo ngồng.
ha. Đi chỗ tù ghê luôn á. Thêm cả nó ùn về. Đó là phải bắn luôn. Hay cần tiền. Một bà mới về. Cứ đặt mình phải lồn. Nó nhiều khi ở nhà vô rồi nó nhớ luôn á. Chú, má bắn gì kỳ vậy ta? Dạ quá. Clip về tài Smile luôn thì rõ. Em đã từng nói sẽ yêu anh mãi thôi và ta sẽ không bao giờ xa cách. Mà sao hôm nay lời hứa ấy với anh quá mong manh. Có lẽ anh phải giấu nỗi đau ở trong trái tim anh và có lẽ anh phải quên em đi thôi người yêu ơi. Nơi đây chỉ còn lại anh và anh không. Chính mắt em, bởi vì anh đã có ai rồi. Nước mắt của anh lại.
rơi và anh lặng nhìn từ phía xa thôi. Và anh thấy em đang mỉm cười ở trong hạnh phúc. Và rồi từ đây anh biết anh đã mất em. Nó nghe và biết hướng rồi mà. Mình đi lót nhà mình không nhớ gì hết trơn trời. Á đù má thằng kia. Rồi ba thằng luôn hả? Rồi bốn thằng năm thằng wow. Á vấn này chết rồi. Á vô căn này làm không súng mà cất luôn. Mẹ cho súng to quá.
dù trong bó xước ha. Đồ bắn nào trời. Trời ơi, cái đầu nhảy. Mưa mà, mưa. Á đù. Này kia nhanh rồi. Đúng không? Ừ. À, bắn nhau luôn. Đeo nó nhiều vậy. Đầu ta. Trời, súng này mày chó. Thank you.
Thấy đủ mấy vậy trời? Ủa nó trốn đâu ta? Xui chứ đủ. Đồ nó trốn đâu trời? Đụng con chiếc góc kia ra. Ah, wow.